À, thưa ông có nhận định như thế nào về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long hiện nay ạ? Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn thành phố Vĩnh Long trong ở thời điểm hiện nay thì có thể nói là nó diễn biến hết sức phức tạp. Lý do là sau cái thời gian vẫn giãn cách kéo dài thì người dân nhu cầu của người dân ở ngoài tỉnh về cũng như là trong tỉnh di chuyển rất là nhiều vào và cũng có nhu cầu muốn thăm hỏi thân nhân người thân gia đình là rất lớn. Do đó thì cái chuyện mà lây truyền dịch bệnh trong cộng xuất hiện trong cộng đồng là cái khả năng xuất hiện dịch bệnh nhiều ổ dịch mới là khả năng rất là lớn. Các ca mắc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố liên tục tăng trong thời gian gần đây. Theo ông thì nguyên nhân là vì sao ạ? Nguyên nhân chính thì có thể nói là cái sự chủ quan của người dân là rất lớn. Họ nghĩ rằng là mình tiêm một hai mũi là sẽ không bị bệnh hoặc là sẽ không nhiễm bệnh và sẽ không truyền bệnh cho người khác. Cái nguyên nhân thứ hai là cái lơ là trong cái việc mà khai báo y tế đi đến nơi khác và từ nơi khác mà đi về đến địa phương. Và cái nguyên nhân nữa là cái vấn đề mà bà con lâu ngày không gặp nhau cũng có cái tình trạng là tổ chức tiệc tùng vui chơi trong cái cộng đồng dân cư hoặc là nhóm họ nhóm gia đình thì nó cũng là cái tác nhân để mà gây ra bệnh truyền cho những người chòm xóm và những người xung quanh hoặc là những cái khu vực chợ lân cận. Rồi cái vấn đề nữa, nguyên nhân nữa đó là cái sự thiếu hợp tác đối với chính quyền địa phương khi mà có những cái khuyến cáo của chính quyền địa phương là chấp hành chưa có nghiêm. Ví dụ như là thực hiện 5K rồi giãn cách giữa trong cái sinh hoạt hàng ngày. Nguyên nhân nữa là cái nguyên nhân là test định kỳ đối với một số cái cơ sở cơ quan công ty doanh nghiệp theo phương án được duyệt đó thì phải test định kỳ là 7 ngày một lần. Tuy nhiên thì một số nơi thì cũng chấp hành vẫn chưa nghiêm vấn đề này. Các hàng quán quán ăn quán uống đó là trong cái giai đoạn này thì chúng tôi yêu cầu là phải chủ quán là người phục vụ quán ăn và uống thì phải phải có tiêm đủ 2 mũi mới được kinh doanh mua bán. Nhưng mà có những quán thì chỉ mới tiêm những cơ sở những quán ăn quán nước thì chỉ có cơ bán mới có tiêm mới có 1 mũi nhưng vẫn tổ chức bán tại chỗ và ăn uống tại chỗ. Do đó thì cái việc mà chấp hành không nghiêm cũng là một cái vấn đề gây ra cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Thành phố Vĩnh Long triển khai những nhiệm vụ, giải pháp nào để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng vàng, xóa vùng cam, vùng đỏ trong thời gian tới? Thì chúng tôi đặt ra mục tiêu như thế này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung truy vết thật tốt cái F1, F2 trên địa bàn và trong cái đợt mà test diện rộng ngày 6, ngày 7 vừa qua thì chúng tôi sẽ tổ chức làm sao mà truy vết cho nó tốt để xác định rõ hạn chế bỏ lọt cái đối tượng nhất là cái đối tượng F1. Cái vấn đề thứ hai nữa là sau khi truy vết xong chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá lại và các cái vùng và nguy cơ rất cao để tiến tới test lại đối với những cái vùng này những vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao để làm sao truy vết cho hết cái F0 ở ngoài cộng đồng để làm sạch quá cái địa bàn. Một cái giải pháp nữa chúng tôi thấy cũng rất là quan trọng đó là phải đẩy nhanh cái tiến độ tiêm tiêm vaccine mũi 1 cũng như mũi 2 tạo cái độ tiệm cận hoặc là độ miễn dịch trong cộng đồng. Hiện nay là cái mũi 1 của thành phố Vĩnh Long đã đạt được 90% rồi. Tuy nhiên là cái mũi 2 thì tỷ lệ rất là thấp, mới đạt có gần 30%. Quan điểm chúng tôi sẽ tập trung trong 2 tuần tới sẽ đẩy mạnh cái mũi 2 để làm sao đạt cái mũi 2 trên 70% trong 2 tuần tới. Rồi cái một cái giải pháp nữa mà chúng tôi cũng thấy rất là quan trọng đó là cái tiếp tục thông tin tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc quét mã QR code để làm sao giúp cho cái việc mà truy vết F1, F2 cho nó đạt yêu cầu mà tránh bỏ sót. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là sẽ khuyến cáo và người dân là không nên kinh doanh mua bán ăn uống tại chỗ
là tiếp tục thực hiện mua đồ ăn thức uống mang về, không thực hiện cái việc mua bán tại chỗ trong thêm một thời gian nữa khoảng từ 7 đến 10 ngày để làm sao cho nó ổn định tình hình. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi yêu cầu là các cái công ty, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phải quản lý chặt hơn nữa lượng công nhân, người lao động của mình trong việc đi làm, rồi đó là khai báo y tế cũng như là test theo định kỳ như đã cam kết, cũng như là theo phương án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thưa ông gửi thông điệp gì đến mọi người để chúng ta cùng chung tay để lùi dịch bệnh ạ? Về cái tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp như vậy thì đối với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID thành phố muốn khuyến cáo người dân trên địa bàn, đề nghị mọi người dân là không được lơ là chủ quan. Mặc dù mình đã tiêm đã đủ liều đi nữa thì bản thân mình cũng có thể là bệnh nhân F1, thể trạng yếu thì cũng sẽ bệnh như thường và cũng sẽ là mầm bệnh để là tác nhân truyền bệnh cho cái người khác. Do đó thì cái việc chủ quan lơ là, không được chủ quan lơ là, chấp hành tuyệt đối thông điệp 5K của Bộ Y tế và mọi cái khuyến cáo của chính quyền địa phương. Cái thông điệp thứ hai, mọi người dân phải nêu cao cái ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc khai báo y tế mọi lúc mọi nơi bằng cách là quét mã QR những nơi mình đến, để làm sao giúp cho cái việc mà truy vết F1, F2 đạt theo yêu cầu. Cái vấn đề khuyến cáo nữa mà chúng tôi mong rằng các cái cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp cần phải phối hợp chặt chẽ, phối hợp tốt hơn nữa với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân, người lao động theo cái kế hoạch cũng như là các phương án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, và công ty, doanh nghiệp phải xem cái việc quản lý công nhân, rồi kể cả là cái việc mà test theo định kỳ cho công nhân là cái yếu tố sống còn của đơn vị mình. Một cái nữa thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo đối với người dân là phải tự giám sát với nhau, hộ gia đình giám sát hộ gia đình, tổ dân phố giám sát tổ dân phố. Đối với người lạ mặt đến địa bàn thì phải báo cáo ngay đến tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ COVID và chính quyền địa phương nơi gần nhất để làm sao thực hiện tốt cái vấn đề khai báo y tế trong cái việc thực hiện theo cái quy định của địa phương. Và cũng rất mong là bà con cũng nên là hạn chế ra đường khi chưa cần thiết. Nếu đi ra đường thì phải thực hiện tốt cái thông điệp 5K của Bộ Y tế để làm sao hạn chế cái việc lây lan COVID trong cộng đồng. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi phỏng vấn này ạ.